Dù thua trận nhưng hôm nay tôi vẫn thực sự cảm thấy hạnh phúc. Các cầu thủ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi hiểu rằng các cầu thủ Rangers thường chơi tốt khoảng 30 phút đầu và chúng tôi gặp khó khăn nếu phải thi đấu cả trận. Hải Phòng thời gian qua được thi đấu nhiều hơn, họ có cả một giải đấu để cầu thủ có trải nghiệm. Còn với Hồng Kông Rangers, chúng tôi mới chỉ có giải tập huấn ở Thái Lan mới đây. Thú thật là sau khi bị dẫn bàn, tôi có chỉ đạo các cầu thủ chơi lùi sâu để bảo vệ thành quả. Tuy nhiên, mọi người thấy đấy, sự chênh lệch trình độ của hai đội đã thể hiện rất rõ qua trận đấu này. Chúng tôi học được nhiều điều, đặc biệt là phải cải thiện khả năng dứt điểm. Các cầu thủ nội binh cần phát triển tốt hơn, các cầu thủ trẻ cũng rất quan trọng, như vậy thì mới có thể nâng cao trình độ của cả hệ thống được. Bóng đá là vậy, bạn có thể chơi tốt cả 80-85 phút, nhưng khi bạn bị thủng lưới thì tinh thần sẽ bị ảnh hưởng. Đối thủ chỉ cần gây áp lực tầm cao sau đó thì gần như chắc chắn bạn sẽ không thể chống cự. Ở những phút cuối cùng, chúng tôi có đưa thêm tiền đạo vào sân. Bạn biết đấy, ở trận đấu playoff thì quan trọng là chiến thắng. Chúng tôi cố gắng đẩy cao đội hình, mong tìm kiếm bàn thắng. Nên dù có thua 1 bàn, 2 bàn hay 3 bàn, trong các trận playoff thì cũng giống nhau cả. Hải Phòng hôm nay thi đấu thực sự rất tốt, từng cầu thủ đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Dù bị dẫn trước nhưng cầu thủ Hải Phòng vẫn bình tĩnh triển khai bóng, cho tới khi họ được hưởng quả penalty thì thế trận đảo chiều. Cầu thủ Hải Phòng tự tin chơi bóng hơn, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa những cầu thủ được thi đấu nhiều so với những cầu thủ ít trải nghiệm như Hồng Kông Rangers. Đó là thực tế, Hải Phòng được thi đấu nhiều hơn nên họ đá tốt hơn chúng tôi ở trận đấu này. Trước trận đấu tôi đã nói rồi, đội Rangers Hồng Kông và đội Hải Phòng thì ngang nhau. Thì trận đấu hôm nay thì đội tôi chơi rất tốt, tôi rất vui mừng và rất nhiều cầu thủ chơi tốt. Đấy, nhưng mà đối với tôi thì là cầu thủ 66 Biku, là cầu thủ đấy chơi rất là tốt. Có thể là Mamouk ghi hai bàn nhưng mà Biku là cái người đánh chặn được hết tất cả những đường phản công của đội bạn. Thì đối với đội áo Hải Phòng, ngay khi nhập cuộc thì đã biết rằng đội Rangers Hồng Kông thì người ta chơi tốt trong 20 phút đầu đấy, và thì đội bóng Hải Phòng cũng biết rằng là người ta trông chờ vào những quả phạt cố định và những quả sút xa. Thì khi đội bóng Hải Phòng đang chơi rất tốt thì để thua bàn thắng đấy thì tất nhiên là cái tinh thần thì cũng hơi trùng xuống. Thế hiệp một thì tôi muốn vào nói với cầu thủ là mình phải chơi nhanh hơn đấy, nhanh hơn và mình áp đặt. Thì các bạn biết rằng là Rangers Hồng Kông thì ra chơi phòng ngự phản công, còn Hải Phòng thì luôn luôn chơi áp đặt, luôn luôn và tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng mà phải chơi đến quả phạt đền mới gỡ hòa được. Thì tôi biết rằng nếu như đội bóng Hải Phòng mà gỡ hòa được thì chắc chắn sẽ thắng, vì đội bạn hầu như là chỉ chống đỡ trong chờ của phản công, thì cái thể lực của các đội bạn là xuống rất rõ rệt, mà chúng tôi tăng tốc ở những thời điểm quyết định thì chúng tôi đã có may mắn mà tận dụng được những cái cơ hội. Thì thật sự rằng là tôi cũng đi dẫn đội bóng đi AFC rất nhiều. Thì đây là một cái trận đấu đầu tiên tôi thấy rằng những đồng bào người Việt Nam đến cổ vũ cho đội bóng Hải Phòng rất là đông và có sự cuồng nhiệt đấy, thì nó tạo ra cho chúng tôi có cái động lực để thi đấu hết mình đến những giây phút cuối cùng và mang lại chiến thắng. Đó là cái hình ảnh nó rất là đẹp ở trên khán đài. Thì đội bóng Hải Phòng thì ngày mai sẽ di chuyển về Hải Phòng thì để chuẩn bị cho trận đá với Incheon Hàn Quốc. Thì đội bóng Hải Phòng sẽ bay sang Hàn Quốc vào ngày 20. Và đội bóng Hải Phòng sẽ cố gắng chơi tốt từng trận đấu một. Có thể là nếu có phải dừng lại thì có thể xuống AFC Cup, hoặc là có thể đi được thì Hải Phòng sẽ chơi hết mình. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.